Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan và việc Viện Lập pháp Đài Loan xem xét dự luật mở rộng quyền lực của Quốc hội gần đây đã khiến nước này lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý. Một số học giả chỉ ra rằng, cuối cùng thì ông Tập Cận Bình cũng sẽ xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực và thời kỳ bản lề đã được ấn lịnh. Thế hệ Hồng Nhị Đại của Trung Quốc cũng khuyến khích Tập Cận Bình tấn công Đài Loan bằng vũ lực nhằm tiêu diệt chế độ độc tài cá nhân của ông ta. Vâng, rất nhiều câu chuyện nóng bỏng sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị trong chương trình hôm nay. Gần đây, cuộc đối đầu chính trị nghiêm trọng ở Viện Lập pháp Đài Loan đã thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài. Người dân Đài Loan cũng đã hoạt động kháng nghị chim xanh tự phát, được gọi là phong trào Hoa Hướng Dương 2.0. Vào tháng 2 năm nay, giáo sư Viên Hồng Băng, một nhà luật học sống ở Úc, đã tiết lộ tin này trong một cuộc phỏng vấn với Khán Trung Quốc rằng vào ngày 27 tháng 1 năm nay, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã đệ trình báo cáo về những điểm then chốt chiến lược của mặt trận thống nhất nhằm chiếm giữ các vị trí chỉ huy của Viện Lập pháp Đài Loan tới ông Tập Cận Bình và Vương Hỗ Ninh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Nhân dân, Hội nghị Tư vấn Chính trị và chịu trách nhiệm về các vấn đề Đài Loan. Nghe nói ông Tập muốn sử dụng quyền lực của các đảng đối lập Đài Loan trong Viện Lập pháp để đạt được mục tiêu mặt trận thống nhất chống Đài Loan. Giáo sư Viên giải thích rằng, Tập Cận Bình đã chỉ thị thông qua Hàn Quốc Du và Phó Côn Cơ của Quốc dân đảng và cuộc họp kín của Viện Lập pháp Quốc dân đảng do họ lãnh đạo, chiếm giữ các đỉnh cao chỉ huy của Viện Lập pháp. Lúc đó trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có văn bản liên quan. Mục đích chiếm lĩnh nhóm lập pháp Quốc dân đảng của Trung Quốc là muốn nhân cơ hội này để gây rối Đài Loan, sử dụng Viện Lập pháp của Đài Loan làm điểm vào để chiếm giữ vị trí chỉ huy của Đài Loan và gây rối loạn Đài Loan từ bên trong. Sau đó thông qua một loạt cái gọi là dự luật cải cách nhằm làm suy yếu hiệu quả của quyền hành pháp Đài Loan, đồng thời sử dụng quyền lập pháp để cùng chân và còng tay quyền lực của hành pháp. Từ đó, quyền hành pháp của Đài Loan không thể hoạt động hiệu quả. Họ còn muốn mở rộng quyền lực thông qua dự luật, cũng khiến quyền lập pháp xâm phạm phạm vi quyền tư pháp. Theo giáo sư Viên, nếu những kế hoạch này của Trung Quốc được thực hiện, cấu trúc hiến pháp của Đài Loan sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Về việc liệu Trung Quốc có quyết định chiếm Đài Loan bằng vũ lực hay không, các chuyên gia cho rằng Tập Cận Bình tiến hành các cuộc tấn công dân sự và quân sự vào Đài Loan, mục tiêu cuối cùng của việc tham gia chiến tranh tổng lực không phải là thống nhất hòa bình. Cuối cùng, ông ta phải giải quyết vấn đề Đài Loan bằng vũ lực, bởi đây là kịch bản chiến lược của ông. Sở dĩ có ý định như vậy, thực tế đã đưa ra câu trả lời trong bài phát biểu nội bộ của mình. Chúng ta phải chấp nhận bài học của Hồng Kông, bởi vì Hồng Kông là trở về hòa bình và không thể kiềm chế và loại bỏ một cách hiệu quả cái gọi là lực lượng độc lập Hồng Kông. Điều này đã gây ra tình trạng bất ổn xã hội lớn ở Hồng Kông và khiến Trung Quốc tỏ ra cực kỳ thụ động. Tập Cận Bình tin rằng khi giải quyết vấn đề Đài Loan bằng quân sự, có thể sử dụng luật pháp và quy định thời chiến để nhanh chóng giải quyết cái gọi là lực lượng độc lập Đài Loan, để có thể loại bỏ chúng một lần và mãi mãi. Đây là kịch bản chiến lược cơ bản của Tập Cận Bình. Ngày 13 tháng 5 năm nay, Viện Doanh nghiệp Mỹ và Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã công bố một báo cáo nghiên cứu chung có tiêu đề "Từ ép buộc đến đầu hàng, làm thế nào Trung Quốc có thể chiếm Đài Loan mà không cần bắt đầu chiến tranh?" Trong đó có đề cập Trung Quốc sẽ dùng mọi phương tiện sẵn có mà không dùng vũ lực để gây rắc rối cho Đài Loan và cuối cùng buộc nước này phải đầu hàng. Tức là nước này sẽ chinh phục kẻ thù mà không cần chiến đấu. Ông Viên chỉ ra rằng, cộng đồng quốc tế phải có nhận thức đầy đủ. Trung Quốc không phải muốn chinh phục người khác mà không cần chiến đấu. Trung Quốc nhất định phải sử dụng các biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề Đài Loan. Có một vấn đề ở đây là, ông Tập muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề Đài Loan. Phe Hồng Nhị Đại thứ hai chống Tập trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng lo sợ việc Tập Cận Bình tấn công Đài Loan bằng vũ lực. Cách đây một thời gian, vụ án lớn liên quan đến cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, lực lượng tên lửa, lực lượng hỗ trợ chiến lược và hệ thống công nghiệp quân sự vừa có dấu hiệu kết thúc. Những vụ án này đã dính líu tới hơn 170 tướng lĩnh Trung Quốc. Vụ án lớn này không liên quan đến tham nhũng mà nguyên nhân chính là họ đều là những kẻ được gọi là hai mặt được Tập Cận Bình nhắc đến. Tức là bề mặt họ đều đồng tình với chiến lược tấn công Đài Loan của ông Tập. Nhưng trên thực tế thì họ đều tin rằng chỉ cần Đài Loan có ý chí kiên cường phản kháng và chỉ cần được cộng đồng quốc tế ủng hộ mạnh mẽ thì cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan sẽ là tự tìm đường đến cái chết.
Mặt khác, một lý do thoái thác và ý tưởng khác đang hình thành trong quân đội và thế hệ Hồng Nhi Đại của Trung Quốc để tìm cơ hội tiêu diệt chế độ độc tài cá nhân của ông Tập. Họ khuyến khích ông ta phát động chiến tranh qua eo biển Đài Loan, tức là cổ vũ ông ta tìm đến cái chết. Thời gian biểu tấn công Đài Loan của Tập bị vạch trần. Rốt cuộc ông Tập Cận Bình dự định là tấn công Đài Loan vào thời điểm nào thì đó cũng là một chủ đề được quan tâm. Giáo sư Viên Hồng Băng cho biết trong diễn đàn Tinh Hoa rằng, theo thông tin từ những người có lương tri trong thể chế của Trung Quốc, nước này hoặc chính quyền Tập sẽ không phát động một cuộc chiến quy mô lớn chống lại Đài Loan trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm nay. Bởi vì cơ quan cố vấn của chính quyền Tập Cận Bình phán đoán được rằng, dù ai đắc cử trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay thì cũng có thể xảy ra sự chia rẽ xã hội, xung đột chính trị và chia rẽ ý thức hệ lớn như là cuộc bầu cử Mỹ lần trước. Điều này sẽ gây ra một tình trạng hỗn loạn về tư tưởng trong xã hội Mỹ tương đối dài. Trung Quốc coi thời kỳ này là thời kỳ bản lề để phát động chiến tranh ở eo biển Đài Loan. Bởi vì một khi sự hỗn loạn chính trị và xung đột ý thức hệ như vậy xảy ra ở Hoa Kỳ, có khả năng làm suy yếu ý chí chiến đấu và sức lực của Hoa Kỳ trong việc can thiệp vào chiến tranh eo biển Đài Loan. Do đó, Tập Cận Bình coi giai đoạn từ năm 2025 đến 2027 là thời kỳ bản lề cho việc phát động một cuộc chiến Đài Loan, chinh phục Đài Loan. Trong hoàn cảnh như vậy, cộng đồng quốc tế nên giúp đỡ Đài Loan như thế nào? Giáo sư Viên đã đưa ra đề xuất là Mỹ nên thay đổi thái độ mơ hồ về mặt chiến lược, giống như là cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ ra cách đây không lâu. Hiện nay Hoa Kỳ nên công nhận vị thế quốc gia của Đài Loan và thể hiện rõ ràng lập trường, rõ ràng hơn về mặt chiến lược của nước này. Trung Quốc tin vào sức mạnh bạo lực, chỉ có thực lực mới ngăn chặn và đảm bảo hòa bình và an ninh ở eo biển Đài Loan. Vào ngày 31 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đã gặp nhau trong đối thoại Shangri-La tại Singapore. Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc sau 18 tháng. Ông Austin đã thẳng thừng cảnh báo hàng loạt hành động khiêu khích quân sự của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Lầu Năm Góc Hoa Kỳ cho biết trong biên bản cuộc họp công bố ngày 31 tháng 5 rằng ông Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc quân sự trực tiếp giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động khiêu khích của Trung Quốc xung quanh eo biển Đài Loan. Trung Quốc không nên sử dụng quá trình chuyển đổi chính trị của Đài Loan, một phần của quá trình dân chủ thông thường, như một cái cớ để thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Ông Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói rất thẳng thắn với ông Đồng Quân rằng Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động một cách an toàn và có trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải trên các vùng biển khơi được luật pháp quốc tế đảm bảo, đặc biệt là ở Biển Đông. Trong một diễn biến liên quan, ông Akio Aita, giám đốc chi nhánh Sankei Shimbun ở Đài Bắc cho biết rằng Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho chiến tranh và người bị ảnh hưởng là cựu Bộ trưởng Nông nghiệp vừa bị cách chức của Trung Quốc. Ngày 18 tháng 5, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Nhà nước thông báo rằng Đường Nhân Kiện, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn của Trung Quốc đang bị xem xét và điều tra. Tình trạng của ông Đường rất giống với cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đều bị ngã ngựa không lâu ngay sau khi nhậm chức. Ông Yaita phân tích, Tập Cận Bình nên chuẩn bị gì cho chiến tranh? Tất nhiên, việc đầu tiên là kiểm tra vũ khí, nên chúng tôi đã kiểm tra với Bộ Quốc phòng, và hóa ra tên lửa đều là giả. Việc thứ hai tất nhiên là kiểm tra thực phẩm. Vì chuẩn bị cho chiến tranh đòi hỏi phải chuẩn bị lương thực, nên tôi đã kiểm tra Bộ Nông nghiệp. Kết quả là tôi thấy số liệu của Bộ Nông nghiệp cũng không có nhiều thực phẩm như vậy. Bộ trưởng Nông nghiệp cũng bị cách chức. Lục đục lẫn nhau trong tam giác Trung-Nga-Triều. Mối quan hệ đối tác ba bên nguy hiểm giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đang gây rắc rối cho thế giới. Mỹ dạy cho Triều Tiên một bài học, một mũi tên trúng hai con chim, loại bỏ mối đe dọa hạt nhân, tránh làm phức tạp cuộc chiến ở Ukraine. Vào ngày 27 tháng 5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo ba nước đã bị đình chỉ trong suốt 4 năm. Đây là cơ hội thực hiện hành động ngoại giao trọng đại để Trung Quốc lôi kéo Nhật Bản và Hàn Quốc chia cắt tam giác sắt Mỹ-Nhật-Hàn. Sau cuộc họp, một tuyên bố chung đã được đưa ra. Trong đó có nội dung, chúng tôi nhắc lại quan điểm tương ứng của mình về hòa bình và ổn định trong khu vực, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Điều này cho thấy Trung Quốc đã làm giảm nhẹ ở mức độ lớn nhất có thể, ví dụ tránh nhắc đến Triều Tiên mà thay vào đó dùng thuật ngữ bán đảo Triều Tiên để nhấn mạnh rằng lập trường của Bắc Kinh khác với Nhật Bản và Hàn Quốc,
nhưng điều đó vẫn khiến Bình Nhưỡng tức giận. Vào ngày 27 tháng 5, Triều Tiên đã công khai lên án cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và chỉ trích tuyên bố chung ba nước là xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên và là một sự khiêu khích chính trị nghiêm trọng. Kể từ khi Bắc Kinh ủng hộ các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2017 liên quan đến các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, Triều Tiên mới công khai chỉ trích Trung Quốc như vậy. Nói một cách tương đối, cách diễn đạt có liên quan trong tuyên bố chung của Hội nghị lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 7 năm 2018 có giọng điệu cao hơn nhiều. Chúng tôi cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo và nhắc lại rằng duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo và Đông Bắc Á là mục tiêu và trách nhiệm chung của chúng ta. Nhấn mạnh rằng chỉ thông qua hợp tác quốc tế và giải quyết toàn diện các mối quan ngại của tất cả các bên theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chúng ta mới có thể đặt nền móng cho một tương lai tươi sáng cho bán đảo Triều Tiên. Một ví dụ khác vào năm 2019, trong bài phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 8, ông Lý Khắc Cường bày tỏ, việc đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo và thiết lập cơ chế hòa bình là vì lợi ích chung của ba nước. Điều này cho thấy đối với Trung Quốc, cuộc tấn công của Triều Tiên là một cái cớ và một sự khiêu khích. Quả thực, Triều Tiên có rất nhiều oán hận chất chứa với Trung Quốc, chỉ cần đưa ra một vài ví dụ gần đây. Thứ nhất, ngày 28 tháng 3, dù 13 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu tán thành, nhưng dự thảo nghị quyết nhằm kéo dài nhiệm kỳ của nhóm chuyên gia Ủy ban trừng phạt Triều Tiên đã bị hủy bỏ do sự phản đối của Nga. Theo nghị quyết Hội đồng Bảo an năm 2006, Ủy ban trừng phạt Triều Tiên được thành lập theo nghị quyết 1718 của Hội đồng Bảo an năm 2006 đã hết hạn vào tháng 4 và đã bị giải tán. Điều đáng chú ý là Trung Quốc, vốn thường hợp tác với Nga, đã bỏ phiếu trắng lần này. Thứ hai là từ ngày 5 đến ngày 16-17, ông Putin thăm Trung Quốc. Có tin đồn lan rộng trong giới ngoại giao rằng Putin sẽ đến thăm Triều Tiên trong lần tới. Chuyến thăm cuối cùng của Putin tới Triều Tiên là vào năm 2000, khi ông đi thẳng từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng. Theo các nhà ngoại giao và quan chức khác quen thuộc với vấn đề này, khả năng đó khiến Bắc Kinh tức giận. Trung Quốc đã nói rõ Điện Kremlin rằng Bắc Kinh muốn phát triển quan hệ song phương hơn là liên minh ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, mà trước đó Nga đã đề xuất xem xét. Bắc Kinh muốn duy trì nhiều tự do ngoại giao hơn và xoa dịu những lo ngại của phương Tây về trục Trung Quốc, Nga, Triều Tiên. Kết quả là Putin không đến thẳng Bình Nhưỡng từ Cáp Nhĩ Tân, nơi chỉ cách thủ đô Triều Tiên 740 km. Nga cho biết đang tiến hành chuẩn bị cho chuyến thăm Triều Tiên. Trong khi Triều Tiên tiếp xúc với Trung Quốc, nước này cũng cải thiện và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Nga. Vào tháng 4 năm 2019, ông Kim Jong-un có cuộc gặp đầu tiên với Putin tại Vladivostok, Nga. Khi đó, các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân giữa Kim Jong-un và Trump đã đổ vỡ. Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, nước Nga gặp khó khăn. Kim Jong-un nhân cơ hội này có mối quan hệ ngày càng thân thiết với Putin. Vào tháng 9 năm ngoái, Kim Jong-un đến vùng Amur ở viễn đông của Nga trên một chuyến tàu bọc thép tư nhân và gặp Putin tại sân bay vũ trụ Vostok. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Theo những người nắm rõ tình hình, Nga và Triều Tiên đã che giấu nội dung cuộc thảo luận giữa Putin và Kim Jong-un với Trung Quốc, khiến các nhà ngoại giao Trung Quốc phải hỏi những người đồng cấp phương Tây về thỏa thuận nào đã được đạt được giữa đôi bên. Rõ ràng, sự gần gũi giữa Kim Jong-un và Putin đang khiến Tập Cận Bình ngày càng bất an. Putin rất giỏi lợi dụng Triều Tiên để giở trò với Trung Quốc. Vào tháng 5, ông ta đến Trung Quốc ngay sau khi nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ 5. Tuy nhiên, có vẻ như ông không nhận được món quà lớn từ nước này, nên đã dùng chiêu. Tuyên bố chung viết rằng Trung Quốc và Nga sẽ hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để giải quyết các vấn đề, tiến hành đối thoại mang tính xây dựng đối với các tàu Trung Quốc đi qua vùng hạ lưu sông Đồ Môn. Quyền tiếp cận biển từ sông Đồ Môn là rất quan trọng với Trung Quốc. Nó không chỉ có thể giải quyết vấn đề vận tải đường biển ở 3 tỉnh phía Đông Bắc, mà còn tạo ra một tuyến đường biển nhanh chóng mới từ sông Đồ Môn đến biển Nhật Bản, rồi về phía Bắc đến Bắc Băng Dương. Do sự nóng lên toàn cầu, các sông băng trên Bắc Băng Dương tan chảy, tuyến đường Bắc Cực trở thành hiện thực và cuối cùng là đến được châu Âu và Bắc Mỹ. Bề ngoài thì Putin ưu ái Tập Cận Bình và thoải mái về vấn đề đường biển tiếp cận sông Đồ Môn. Trên thực tế, Putin đã đưa cho Kim Jong-un một chiếc kim để bóp cổ Trung Quốc về vấn đề đường biển tiếp cận vùng hạ lưu sông Đồ Môn. Nếu nước này không bơm đủ máu cho Nga và Triều Tiên, chính phủ Nga sẽ không dễ dàng buông tha. Có thể thấy Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, ba anh em gặp nạn muốn ôm nhau cho ấm, nhưng trên thân mỗi người lại có quá nhiều gai nên khó có thể ôm nhau, đóng vai kép khi cố gắng đánh lừa phương Tây và thực hiện những động thái nhỏ với nhau
khi lợi ích của họ khác nhau. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan trong 2 ngày liên tiếp với nhiều mẫu máy bay được trang bị đạn thật, thực hành liên kết tổng hợp trong và ngoài để phong tỏa chuỗi đảo thứ nhất. Tuy nhiên, kể từ khi Trung Quốc tập trận, thị trường chứng khoán Đài Loan đã tăng thay vì giảm. Một số người Đài Loan được phỏng vấn thì tin rằng là Bắc Kinh chỉ nói và không cảm thấy sợ hãi. Lý do cho điều này là gì? Tài khoản Weibo của chiến khu miền Đông Trung Quốc đã tải lên một video hoạt hình thực tế ảo 3D. Trong video có cảnh mô phỏng cảnh quân giải phóng nhân dân PLA phóng nhiều tên lửa để ném bom Đài Bắc, Cao Hùng và Hoa Liên. Bài đăng tuyên bố phá hủy trụ cột hỗ trợ cho nền độc lập của Đài Loan, tấn công căn cứ độc lập của Đài Loan, cắt đứt mạch máu độc lập của Đài Loan. Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra trên vùng biển bao quanh hầu như toàn bộ đảo Đài Loan và các đảo do Đài Bắc kiểm soát gần đó. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Đài Loan, từ 6 giờ sáng ngày 23 tháng 5 đến 6 giờ sáng ngày 24 tháng 5, quân đội nước này đã phát hiện tổng cộng 49 máy bay quân sự Trung Quốc. Trong đó, 35 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan và đi vào không phận phía Tây Nam. Kể từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 5, quân đội Đài Loan cũng đã liên tiếp phát hiện 62 lần xuất kích của máy bay chiến đấu chủ lực và phụ trợ của Trung Quốc các loại. Trong đó có Su-30, H-6 và KG-500. Có 47 lần vượt qua đường trung tuyến. Máy bay Trung Quốc cũng đi vào không phận phía Bắc, Trung Tâm và phía Nam của Đài Loan và hợp tác với 27 tàu và tàu cảnh sát biển Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự. Reuters dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao giấu tên của Đài Loan cho biết nhiều máy bay ném bom của Trung Quốc đã mô phỏng tấn công các tàu nước ngoài gần đầu phía đông eo biển Ba Sĩ giữa Đài Loan và Philippines vào ngày hôm đó, thực hành cách giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực phía tây của chuỗi đảo thứ nhất. Động thái của Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự quanh Đài Loan đã làm dấy lên lo ngại ở nhiều nước. Reuters dẫn lời người phát ngôn hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết hạm đội này đang chú ý đến mọi hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thực hiện rất nghiêm túc trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn sự xâm lược trong khu vực. Cơ quan Ngoại giao Liên minh châu Âu cũng đưa ra tuyên bố hôm 23 tháng 5 nhấn mạnh rằng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh và thịnh vượng của khu vực và thậm chí là toàn cầu. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cũng cho biết trong cuộc họp báo hôm 24 tháng 5 rằng Nhật Bản rất quan ngại về các hành động liên quan của Trung Quốc và đã bày tỏ mối quan ngại của nước này với Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara thì bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc và hy vọng Trung Quốc có thể giải quyết một cách hòa bình các vấn đề liên quan đến Đài Loan thông qua đối thoại. Bắc Kinh tập trận vì thù ghét tân Tổng thống Lại Thanh Đức. Vừa tổ chức tập trận quân sự trên bầu trời và vùng biển xung quanh Đài Loan, Trung Quốc vừa tung ra chỉ trích nhằm vào người mà họ cho rằng đã châm ngòi cho cuộc tập trận này, đó là tân Tổng thống Lại Thanh Đức. Từ đài truyền hình nhà nước CCTV, rồi các bài xã luận trên Thời báo Hoàn Cầu, cho đến người phát ngôn của Bộ Ngoại giao. Điệp khúc lên án Tổng thống Lại của Bắc Kinh rõ ràng là gay gắt. Thời báo Hoàn Cầu nói ông Lại kiêu ngạo và liều lĩnh, còn CCTV viết rằng ông chắc chắn sẽ bị đóng đinh vào chiếc cột ô nhục và chỉ trích ông về việc tuyên truyền học thuyết hai quốc gia. Tờ báo này cũng cảnh báo rằng nếu ông Lại Thanh Đức và Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP của ông duy trì con đường độc lập cho Đài Loan, cuối cùng họ sẽ sụp đổ và cháy rụi. Nguyên nhân khiến Tổng thống Lại bị cáo buộc như trên là trong bài phát biểu nhậm chức hôm 20 tháng 5, ông đã dùng từ Trung Quốc khi mô tả Trung Quốc. Bắc Kinh nói rằng khi làm như vậy, ông Lại đã bộc lộ suy nghĩ thực sự của mình rằng Đài Loan không phải là Trung Quốc và họ là hai quốc gia khác nhau. Trong mắt chính quyền Tập Cận Bình, đó là sự thừa nhận hệ tư tưởng ly khai của ông. Đối với người ngoài cuộc, điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng trong nhiều thập niên, Bắc Kinh và Đài Bắc đã gây bối rối khi đưa ra định nghĩa của họ về Trung Quốc, cũng như việc liệu Đài Loan có phải là một phần của Trung Quốc đại lục hay không. Ngay cả cựu Tổng thống Thái Anh Văn cũng cẩn thận khi đề cập đến Trung Quốc bằng thuật ngữ uyển chuyển như bên kia eo biển hay là chính quyền Bắc Kinh. Một số học giả ở Đài Loan sẽ nói với bạn rằng ngôn ngữ như vậy rất quan trọng và ông Lại đã vượt qua ranh giới nguy hiểm. Những người khác cho rằng việc Bắc Kinh không ưa ông đã được định sẵn và bài phát biểu của ông chỉ là lời biện minh cho đợt đe dọa khoai trường mới nhất. Hầu hết chuyên gia đều đồng ý rằng điều này không thay đổi sự thật cơ bản rằng ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc kiểm soát Đài Loan, còn người dân Đài Loan thì dứt khoát không muốn như vậy. Công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận này cho thấy đây không phải là phản ứng bột phát tức thời. Không có quân đội nào, kể cả PLA,
có thể huy động một cuộc tập trận quy mô như vậy chỉ trong vài ngày. Thật khó để nói chính xác điều gì đang diễn ra, nhưng từ những gì Bắc Kinh công khai, có thể thấy các khu vực mà các cuộc tập trận này bao quát có lẽ là lớn nhất mà chúng ta từng thấy, bao gồm phần lớn eo biển Đài Loan, eo biển Ba Sĩ và những vùng rộng lớn ở Thái Bình Dương dọc theo bờ biển phía đông của Đài Loan. Một điều cũng đáng chú ý là lần đầu tiên các hòn đảo xa xôi của Đài Loan nằm rải rác gần bờ biển Trung Quốc cũng được đưa vào. POA đã đánh dấu các khu vực này là bị lực lượng Trung Quốc bao vây. Trên CCTV, chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Chí cho biết, cuộc tập trận thể hiện khả năng của POA trong việc giành quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng của Đài Loan. Chuyên gia quân sự Đài Loan Yết Trọng thì đánh giá cuộc tập trận này giống như mô phỏng một cuộc tấn công toàn diện vào hòn đảo, chỉ thiếu việc binh lính đổ bộ. Ông cho rằng việc đưa tất cả các đảo ngoài khơi của Đài Loan vào khu vực tập trận thể hiện kế hoạch của Trung Quốc nhằm loại bỏ các cơ sở có thể tiến hành một cuộc phản công chống lại POA. Ông Yết Trọng cũng cho rằng cuộc tập trận kéo dài 2 ngày này sẽ không phải là cuộc tập trận cuối cùng mà Đài Loan phải đối mặt trong năm nay, xét từ tên gọi Liên Kiếm 2024A. Bắc Kinh tuyên bố rằng các hoạt động quân sự chỉ tập trung vào việc răn đe và đánh bại các lực lượng độc lập. Mục đích của cuộc tập trận của Trung Quốc rõ ràng là thể hiện sự không hài lòng với bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Lại Thanh Đức và cảnh báo ông về những lời nói và hành động trong tương lai. Họ nói ông Lại là người tồi tệ nhất trong số những nhà lãnh đạo Đài Loan đã thách thức Bắc Kinh. Lại Thanh Đức đã vượt qua Lý Đăng Huy, Trần Thủy Biển và Thái Anh Văn trong việc thúc đẩy độc lập cho Đài Loan. Một bài bình luận trên CCTV đã viết: những cựu tổng thống này do người dân Đài Loan bầu chọn đã tạo nên nhóm những người ly khai Trung Quốc, ba trong số họ đến từ đảng DPP. Mỗi khi Trung Quốc thực hiện hành động đe dọa quân sự, sự ủng hộ dành cho DPP có xu hướng tăng lên, còn sự ủng hộ dành cho Quốc dân đảng thân thiện với Trung Quốc lại giảm xuống. Một trường hợp gần đây hơn là các cuộc tập trận quân sự diễn ra nhiều tháng trước cuộc bầu cử vào tháng 1 đã đưa ông Lại lên vị trí đứng đầu. Nếu mục đích của các cuộc tập trận là khiến cho người dân Đài Loan sợ hãi, quay lưng lại với các đảng và các nhà lãnh đạo thách thức Bắc Kinh, thì cho đến nay dường như là chúng đang có tác dụng ngược lại. Ông Diệp Diệu Nguyên, giáo sư chủ nhiệm nghiên cứu quốc tế tại Đại học St. Thomas ở Hoa Kỳ, hiện đang ở Đài Loan, nói rằng các cuộc tấn công dân sự và quân sự của Trung Quốc vào Đài Loan không có nhiều tác động đến người dân bình thường. Thay vào đó, người dân lo ngại hơn về các cuộc biểu tình phản đối dự luật cải cách nhân dân tệ lập pháp hiện nay. Diệp Diệu Nguyên nói, cho dù hôm nay bạn đang làm ở cấp độ nào, hay hôm nay bạn có bao nhiêu máy bay thông thường để quấy rối tuyến trung tâm của eo biển Đài Loan, chúng ta có thể thấy rằng người dân Đài Loan vẫn sống một cuộc sống như thường lệ. Vì sao người Đài Loan không sợ trước sự đe dọa quân sự? Mặc dù các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan đã làm dấy lên mối quan ngại quốc tế, nhưng cuộc sống của người dân Đài Loan dường như không bị ảnh hưởng. Nhiều người Đài Loan thì tự coi mình là một quốc gia riêng biệt, mặc dù phần lớn ủng hộ việc duy trì hiện trạng. Trong đó, Đài Loan không tuyên bố độc lập mà cũng không thống nhất với Trung Quốc. Trên đường phố Đài Bắc, mọi người chỉ nhún vai trước thông tin về cuộc tập trận này. Người dân Đài Loan chỉ nhún vai trước tin này. Mặc dù chứng khoán Đài Loan dao động nhẹ vào đầu phiên giao dịch ngày 23 tháng 5, nhưng cuối cùng lại tăng 55,6 điểm và đóng cửa ở mức 21.607,43 điểm. Thị trường chứng khoán mở cửa thấp hơn và tăng cao hơn vào thứ 6 ngày 24 tháng 5 sau khi giảm hơn 200 điểm vào đầu phiên giao dịch. Đa giảm chậm lại và đóng cửa ở mức 21.565,34 điểm, giảm nhẹ 42,09 điểm. Nhìn vào thị trường chứng khoán Trung Quốc, trong 2 ngày kể từ khi cuộc tập trận quân sự diễn ra, 3 chỉ số chính đều đồng loạt giảm. Tính đến cuối ngày thứ 6, chỉ số Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải giảm 0,88%, chỉ số Thành phần Thâm Quyến giảm 1,23% và chỉ số Chinex giảm 1,81%. Phỏng vấn người dân về quan điểm của họ đối với các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc, một học sinh trung học họ Chen nói rằng Bắc Kinh đã sử dụng hành vi bắt nạt để làm suy yếu niềm tin của người dân Đài Loan và chia rẽ người dân Đài Loan. Cô nói, nhưng tôi nghĩ thực ra đây không phải là ngày đầu tiên Trung Quốc sử dụng phương pháp này. Ví dụ, họ đã sử dụng phương pháp này từ lâu rồi. Họ sẽ nói rằng Đài Loan dự kiến sẽ bị chiếm trong vài năm tới. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng những chuyện như thế này chỉ là lời nói suông. Bà Hu thì đã nghỉ hưu, thì nói rằng là bà không ngại diễn tập quân sự. Bắc Kinh giỏi công khai nhưng không biết liệu có khả năng hay là không. Bà nói, tình hình kinh tế gần đây của Trung Quốc thực sự không tốt lắm, có thể do nội bộ yếu kém nên cần củng cố thế giới bên ngoài. Điều này khiến mọi người cảm thấy kinh khủng. Một học sinh trung học
họ Tang cũng cho rằng ngay cả khi máy bay quân sự Trung Quốc đến và bay, họ cũng không dám đánh. Bắc Kinh chỉ gây áp lực thôi. Một nhân viên văn phòng khác, bà Lee thì thừa nhận đôi khi cảm thấy sợ hãi, nhưng nhấn mạnh, tôi tin tưởng vào Đài Loan. Tập Cận Bình sẽ không đạt được mục tiêu của mình, chỉ cần lo tốt công việc nội bộ của Trung Quốc. Robert Wang hiện là thành viên cấp cao của chương trình châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đã phân tích rằng người dân Đài Loan đã quen với chính sách của Trung Quốc. Do đó, nó không còn được gọi là mối đe dọa đáng kể hoặc là Bắc Kinh thực sự có khả năng sẽ hành động. Do đó, thị trường chứng khoán Đài Loan vẫn giao dịch như bình thường. Tất nhiên, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác và hiệu quả kinh tế của Đài Loan. Nhưng điều này phản ánh rằng người dân và doanh nhân Đài Loan không bị Trung Quốc đe dọa cho lắm. Ngược lại, sự sụt giảm liên tục của thị trường chứng khoán Trung Quốc cho thấy nền kinh tế nước này đang gặp phải những vấn đề lớn và các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về các biện pháp đối phó của nước ngoài đối với chính sách thương mại của Trung Quốc. Chính quyền Biden ở Hoa Kỳ gần đây tuyên bố sẽ tăng thuế theo mục 301 đối với các sản phẩm công nghiệp chiến lược của Trung Quốc như là xe điện và pin mặt trời. Trong số đó, thuế xuất nhập khẩu xe điện của Trung Quốc vào Mỹ sẽ được điều chỉnh từ 25% lên 100%. Biện pháp này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Nếu bị Trung Quốc đánh chiếm, Đài Loan đối phó thế nào? Tâm điểm của vấn đề là tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan tự trị. Trung Quốc coi Đài Loan như là một tỉnh ly khai và cuối cùng sẽ trở thành một phần của nước này. Bắc Kinh cũng không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đạt được điều này. Trong trường hợp xảy ra xung đột, Đài Loan có khả năng cầm cự được hay không? Trên tuyến đầu, hải quân có những phương tiện nào và khả năng chiến đấu đến đâu? Với chưa đầy 24 triệu dân, Đài Loan là một chú lùn bên cạnh ông khổng lồ Trung Quốc về mọi mặt, kể cả quân sự. Hơn nữa, cùng với thời gian, hòn đảo này đã đánh mất những lợi thế so sánh với Hoa Lục, cho dù vẫn có một số là chủ bài trong tay, cho phép hy vọng tránh được kịch bản xấu nhất, nghĩa là một cuộc xung đột vũ trang với Bắc Kinh. Trong phần trả lời câu hỏi liệu rằng Đài Loan có thể cầm cự trước sức mạnh của Trung Quốc hay không, Joseph Handrotin, giám đốc nghiên cứu trung tâm Capri, đã điểm ra ít nhất 5 lợi thế của hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một vùng lãnh thổ bất trị nhưng không thể tách rời của Hoa Lục. Những lợi thế gồm mô hình kinh tế tự lập của Đài Loan, trọng lượng của hòn đảo tí hon này trên bàn cờ kinh tế và thương mại thế giới với dân số bằng 1/3 cả tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, Đài Loan là nền kinh tế đứng hạng thứ 21 trên toàn cầu. Lợi thế thứ 3 của Đài Loan là vị trí địa hình, không dễ để các lực lượng Trung Quốc đổ bộ lên hòn đảo này. Theo chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Capri, đây là điều giải thích vì sao Bắc Kinh đã chú trọng vào các giải pháp thay thế, nghĩa là tập trung vào các hành vi hù dọa, gây sức ép về mặt ngoại giao, mở rộng ảnh hưởng làm khuynh đảo mục tiêu mà Bắc Kinh muốn nắm tới. Ưu thế thứ tư của Đài Bắc là một số những điểm tựa quốc tế mà đứng đầu là Hoa Kỳ với đạo luật quan hệ Đài Loan. Cuối cùng, Đài Loan có một sự hiểu biết khá rõ về những lằn ranh đỏ không thể vượt qua đối với Bắc Kinh, nhưng cùng lúc, các chính quyền liên tiếp tại hòn đảo này đã nỗ lực phát triển tiềm năng quân sự. Trong trường hợp cần thiết, Đài Loan có thể nhanh chóng huy động được 1,8 triệu quân, chuyên nghiệp và dự bị tương đương với 7,5% dân số. Và theo quan điểm của chuyên gia Herotin, dù không phải là một đội quân hiện đại nhất thế giới, nhưng đây không phải là một con mồi ngon dễ dàng thâu phục. Thập niên 1990 là một cột mốc quan trọng. Đó là thời điểm về chất lượng quân đội Đài Loan bị Trung Quốc qua mặt cả trên bộ, trên không và trên biển. Cán cân lại càng bất lợi hơn cho hòn đảo này sau đợt cải tổ 2016-2017, cho phép Bắc Kinh phát triển các phương tiện hải quân, hiện đại hóa không quân, vô hiệu hóa một số những hệ thống phòng thủ thiết yếu của Đài Loan. Tiếp tục tìm hiểu về tiềm lực quân sự của Đài Loan, tạp chí chuyên đề về quốc phòng và an ninh quốc tế DSI đã dành nhiều trang thống kê tương quan lực lượng giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Philip Langroy của trung tâm Capri đã đều bật một số thí dụ cụ thể. Các phương tiện để xua đuổi máy bay ném bom của Đài Bắc chỉ bằng 1/5 so với Bắc Kinh. Trung Quốc đã trang bị 160 máy bay ném bom, còn Đài Loan thì không. Riêng về số lượng drone với 28 đơn vị, chú lùn Đài Loan trên giấy tờ chính thức dường như đã qua mặt được ông khổng lồ Trung Quốc với chừng 26 drone phục vụ cho bên không quân. Nhìn đến tương quan lực lượng trên biển, đôi bên trong tư thế châu chấu đá voi, Trung Quốc làm chủ 2 hàng không mẫu hạm, 15 tàu ngầm hạt nhân, Đài Loan hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Trong số các loại tuần dương, số tàu của Trung Quốc nhiều hơn gấp 4 lần so với Đài Loan. Khả năng tiếp liệu của Hoa Lục lớn gấp 6 lần so với Đài Loan. Trong điều kiện đó, chiến thuật của Đài Loan là đẩy mạnh các phương tiện gài mìn tự vệ,
chuyên gia về lịch sử hải quân của Pháp Alexander Sandon Duplais, trong bài viết trên tạp chí DSI đã phân tích về khả năng gài mìn của Đài Loan. Từ 2014, Đài Bắc đã có hẳn một kế hoạch tái cơ cấu lực lượng hải quân trong 15 năm. Năm 2021, một tài liệu chính thức của Đài Bắc đã đặc biệt chú trọng đến cuộc chiến tranh mìn. Sách trắng quốc phòng Đài Loan năm 2023 lại càng quan tâm hơn nữa đến những chiến thuật kềm hãm, tham vọng của đối phương khởi động các cuộc đánh chiếm bằng đường biển. Trong giai đoạn 2016-2023, Đài Bắc đầu tư gần 250 triệu đô la tăng cường các biện pháp phòng thủ trên biển và đã trang bị thêm 4 tàu thả thủy lôi hiện đại để song hành cùng với hơn 40 chiếc xà lan sẵn có và cũng được dùng trong mục tiêu này. Vẫn theo chuyên gia Alexander Sandon Duplais, trong trường hợp bị Trung Quốc đánh chiếm, Đài Loan chỉ có 60 giờ đồng hồ để tìm cách ngăn chặn đối phương đổ bộ lên lãnh thổ của mình. Và trong kịch bản đó, Hải quân Đài Loan sẽ huy động 4 tàu thả mìn hiện đại trong 4 khu vực được cho là có khả năng cao nhất để quân đội Trung Quốc đổ bộ. Nhưng cũng đừng quên rằng, tiềm năng của Hải quân Trung Quốc trong việc sử dụng mìn cũng rất lớn và lợi hại. Và một nhà nghiên cứu Trung Quốc được Alexander Sandon Duplais trích dẫn từng lưu ý rằng, năm 1945, trong Thế chiến thứ 2, đương đầu với Nhật Bản, Hải quân Mỹ từng phát động chiến dịch gài mìn và chiến dịch đó từng được đánh giá là mang tính quyết định không kém so với hai quả bom nguyên tử để buộc quân đội Thiên Hoàng khi đó đầu hàng. Nguy cơ xung đột vũ trang năm 2027. Trở lại với câu hỏi, nếu bị Trung Quốc thôn tính, Đài Loan có khả năng kháng cự hay không? Trong bài phân tích về khả năng của Hải quân Đài Loan đương đầu với cuộc tấn công Trung Quốc, Hughes Alderley, Giám đốc nghiên cứu Viện Thomas More Institute của châu Âu cho rằng không dễ để Bắc Kinh thâu tóm Đài Loan về mặt quân sự. Cả hai đảng phái chính trị tại Đài Loan là Quốc dân đảng và Đảng Dân Tiến, cùng thiên về khả năng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mở một chiến dịch ở quy mô lớn ngay từ năm 2027 nhắm vào hòn đảo này. Nhưng chắc chắn là phải có một sự chuẩn bị rất kỹ trước khi ra tay, bởi Bắc Kinh thừa biết nhờ công nghệ cao, Đài Loan có cả một mảng công nghiệp quốc phòng rất tiến bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển tên lửa tầm xa và vũ khí đó có thể nhắm tới một số căn cứ nơi lính Trung Quốc tham gia vào chiến dịch tấn công Đài Loan. Cũng đừng quên rằng, với sự hỗ trợ của nhiều nước bạn, Đài Loan đã tự chế tạo tàu ngầm có khả năng tác chiến rất uyển chuyển và thích hợp với địa hình của hòn đảo này. Chúng lại được trang bị vũ khí tối tân do Mỹ cung cấp cho Đài Bắc. Do vậy, chuyên gia Hughes Alderley thiên về kịch bản nếu tấn công Đài Loan, phía Trung Quốc trước hết có thể sẽ nhắm tới một vài địa điểm như là đảo Thái Bình ở khu vực Trường Sa hay là Mã Tổ, Ô Khâu, Kim Môn, không quá xa đất liền. Trong trường hợp này, lính Trung Quốc không nhất thiết phải vượt qua eo biển Đài Loan. Bắc Kinh qua đó giảm thiểu được nguy cơ phải đối mặt với mìn và tên lửa chống hạm của Hải quân Đài Loan. Hơn nữa, nếu chỉ nhắm vào những hòn đảo vừa nêu, Bắc Kinh đánh cược là nếu có đáp trả, thì Đài Loan sẽ phản ứng chừng mực, tránh một cuộc leo thang quân sự. Điều mà Trung Quốc ngại hơn cả, theo chuyên gia này, là tên lửa tầm xa Đài Loan có khả năng bắn tới các cơ sở quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Đó là điều mà Bắc Kinh không muốn trông thấy. Những cơ sở đường băng quân sự mà Trung Quốc vừa bồi đắp ở các đảo nhân tạo Subi, Vành Khăn hay là Đá Chữ Thập nằm trong chiến lược tăng cường hiện diện của họ ở Biển Đông. Bắc Kinh không dại tạo cơ hội cho Đài Loan để làm suy yếu chuỗi đảo đầu tiên mang tính sống còn đối với kinh tế của họ và làm suy yếu hệ thống phòng thủ trên biển mà Bắc Kinh đã dày công xây dựng từ nhiều năm qua. Một khả năng khác là phong tỏa toàn bộ Đài Loan, nhưng trong trường hợp đó, chắc chắn Mỹ sẽ can thiệp. Kèm theo đó, có thể sẽ là một cuộc xung đột với những hậu quả khó lường. Do vậy, ngày nào mà Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên trạng đạo luật quan hệ Đài Loan và vẫn duy trì được các kênh tiếp tế hậu cần cho Đài Loan, thì khó để cho quân đội Trung Quốc chiếm trọn được hòn đảo này. Đài Loan có cái may mắn là nằm trên một tuyến đường giao thương huyết mạch đối với nền công nghiệp của Trung Quốc, tức là đối với ổn định trong xã hội của quốc gia châu Á này. Nhà nghiên cứu thuộc trung tâm Thomas More kết luận, nếu xảy ra xung đột vũ trang, hệ thống chính trị của Trung Quốc có thể sẽ phải trả giá đắt trong trung hạn. Bao giờ Trung Quốc sẽ tiến đánh Đài Loan? Hai nhiệm kỳ của bà Thái Anh Văn đều căng thẳng với Bắc Kinh, nhưng có lẽ vẫn chưa thể so sánh với nhiệm kỳ của ông Lại Thanh Đức vừa mới khởi đầu vài ngày qua. Ông Tập Cận Bình đã nhiều lần tuyên bố muốn thống nhất Đài Loan bằng vũ lực nếu cần. Được nhắc đi nhắc lại, tham vọng này tạo ra thế buộc phải hành động, không chỉ về địa chính trị mà còn mang tính lịch sử. Đài Loan là mảng còn thiếu, khiến cuộc chinh phục của Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa trọn vẹn. Thế nhưng theo ông Tập, nhiệm vụ lịch sử này không thể cứ để từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đây là yếu tố trung tâm của Đại quốc Trung Hoa mới để biện minh cho việc hủy bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước. Làm thế nào mà một nhà lãnh đạo quyền lực như là ông Tập Cận Bình có thể để trôi qua 3, thậm chí 4 nhiệm kỳ, tức là 20 năm mà không có kết quả cụ thể để trình với công chúng? Nhận xét này khiến người Đài Loan lo sợ, nghĩ đến thời điểm cửa sổ Davidson. Trước khi rời chức vụ năm 2021, Tư lệnh Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Philip Davidson trước Quốc hội Hoa Kỳ đã dự báo Trung Quốc có thể xâm lược Đài Loan vào năm 2027. Người kế nhiệm ông cũng nhắc lại thời điểm này. Nhưng khi gặp Tổng thống Joe Biden ở San Francisco tháng 11 năm ngoái, Tập Cận Bình nói ông ưu tiên cho giải pháp chính trị và vẫn chưa định ra thời gian. Vấn đề là con đường chính trị đã đóng lại. Có lẽ chính quyền Bắc Kinh chưa ý thức được đầy đủ rằng việc đàn áp thô bạo Hồng Kông khiến người Đài Loan bị chấn động mạnh. Một Trung Quốc trở nên đỏ máu và sắt đá dưới thời ông Tập đã khiến đại đa số dân Đài Loan tin rằng không nên gắn bó với thể chế này. Còn về dân Hoa Lục, tuy cũng mơ đến một đại Trung Hoa, nhưng lo cho đời sống hàng ngày. Chiến tranh với Đài Loan sẽ gây ảnh hưởng đến kinh tế, và liệu có nên gây chiến với người anh em hay không? Đài Loan, mảng còn thiếu trong giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình, rất có thể sẽ là cơn ác mộng của Bắc Kinh trong tương lai gần. Thưa quý vị, mấy ngày hôm nay, việc Trung Quốc tập trận bao vây Đài Loan rồi công bố video về một trận chiến mô phỏng việc Bắc Kinh xâm chiếm toàn bộ hòn đảo này như thế nào đang gây ra rất nhiều dư luận. Điều này khiến cho giới quan sát và các nhà phân tích trên các diễn đàn quân sự đang thảo luận tới hai vấn đề. Liệu Đài Loan có thể tấn công đập Tam Hiệp trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công san phẳng hay không? Và quốc gia nào sẽ là nước đầu tiên nhảy vào vòng chiến để ứng cứu Đài Loan? Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho hai câu hỏi đáng quan tâm này quý vị nhé. Đài Loan có thể tấn công đập Tam Hiệp hay không? Trước tiên chúng ta phải hiểu về đập Tam Hiệp. Nó là đập trọng lực, một công trình khổng lồ và kiên cố, lại nằm ở phía Tây Hồ Bắc, nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Để tấn công một mục tiêu như là đập Tam Hiệp thì đây là một nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm. Nó đòi hỏi máy bay với khả năng tấn công chính xác, tầm bay xa và mang được vũ khí có khả năng xuyên phá mạnh. Có một số loại máy bay có thể thực hiện được nhiệm vụ này dựa trên khả năng kỹ thuật của chúng. Thứ nhất là máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ có khả năng né tránh radar và mang theo bom hạt nhân hoặc là bom pháo nổ lớn. Chẳng hạn như là bom GBU-57AB Mashi Orange Penetrator hay còn gọi là MOP. Bom MOP có khả năng xuyên phá các mục tiêu cứng và sâu, khiến nó phù hợp để tấn công các công trình kiên cố như là đập Tam Hiệp. Thứ hai là B-2 Stratofortress là một máy bay ném bom chiến lược hạng nặng của Mỹ, có khả năng mang được nhiều loại vũ khí, bao gồm các bom dẫn đường chính xác và bom pháo nổ lớn. Khả năng mang tải trọng lớn và tầm bay xa khiến B-52 có thể thực hiện được các nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu chiến lược. Thứ ba là F-35 Lightning II là máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm, có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác. Với khả năng tàng hình và mang theo các vũ khí dẫn đường chính xác như là bom GBU-39, Small Diameter Bomb, F-35 có thể tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng. Thứ tư là F-15E Strike Eagle là máy bay chiến đấu đa năng với khả năng mang nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác. Máy bay này có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất chính xác, bao gồm việc sử dụng bom xuyên phá để tấn công các công trình kiên cố. Thứ năm là Tu-160 Blackjack của Nga là một máy bay ném bom chiến lược siêu âm có thể mang nhiều loại vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân, khả năng mang tải trọng lớn và tầm bay xa, khiến Tu-160 phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công chiến lược. Thế nhưng mà Đài Loan thì lại không sở hữu vũ khí chuyên biệt nào được thiết kế để đặc biệt tấn công các mục tiêu lớn và kiên cố như là đập Tam Hiệp. Nhưng họ có một số khả năng quân sự mà trong lý thuyết có thể đe dọa đến các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc. Ví dụ như là tên lửa hành trình Hùng Phong 2E có tầm bắn khoảng 600 đến 1.000 km và được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên đất liền với độ chính xác cao. Tên lửa này có thể mang đầu đạn thông thường hoặc có thể được sửa đổi để mang đầu đạn xuyên phá. Hoặc Đài Loan cũng có tên lửa tầm ngắn, chẳng hạn như là Thunderbolt 2000, một hệ thống pháo phản lực đa nòng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến thuật gần bờ biển. Tuy nhiên loại vũ khí này thì không phù hợp cho các mục tiêu xa như là đập Tam Hiệp. Hoặc Đài Loan có thể sở hữu các máy bay chiến đấu F-16V và Mirage 2000,
có khả năng mang theo các loại bom dẫn đường chính xác và tên lửa không đối đất. Tuy nhiên, để tấn công một mục tiêu kiên cố như là đập Tam Hiệp, cần có các loại bom phá hầm đặc biệt, mà hiện tại không có thông tin rõ ràng rằng Đài Loan sở hữu loại vũ khí này. Đài Loan còn có các hệ thống pháo binh tầm xa có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lớn, nhưng mà để tấn công mục tiêu cụ thể và kiên cố như là đập Tam Hiệp thì cần phải có đạn dược chuyên dụng. Thế còn UAV thì sao? Đài Loan đang phát triển các loại máy bay không người lái UAV có khả năng giám sát và tấn công chính xác. UAV có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, nhưng để thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả vào đập Tam Hiệp cần có loại UAV mạnh mẽ và khả năng mang theo vũ khí nặng. Vâng, tất cả điều này cho thấy, mặc dù Đài Loan có một số vũ khí và hệ thống quân sự có thể có tiềm năng tấn công vào các mục tiêu chiến lược, thì việc tấn công đập Tam Hiệp cũng sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và rủi ro cao. Đài Loan không sở hữu các vũ khí chuyên biệt hoặc mạnh mẽ như là bom phá hầm cần thiết để thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả vào một công trình kiên cố như là đập Tam Hiệp. Có một thực tế khách quan là không có bán kính chiến đấu nào của máy bay quân sự Đài Loan đủ để bao bọc đập Tam Hiệp. Nếu họ quyết tâm tấn công thì chỉ có thể là những máy bay cảm tử mà thôi. Nhưng lực lượng không quân Đài Loan không có loại vũ khí phù hợp để xuyên thủng con đập. Ngay cả Hùng Phong 2E hay là tên lửa hành trình tấn công mặt đất Vân Phong của lực lượng mặt đất cũng không thể làm hại con đập. Chưa kể khu vực lân cận đập Tam Hiệp hiện được quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA và lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân canh gác, giám sát nghiêm ngặt. Dù di chuyển bằng đường bộ, đường thủy hay là hàng không có thể tiếp cận khu vực này mà không vượt qua được vòng kiểm tra nghiêm ngặt. Thậm chí không có máy bay không người lái dân sự bay thấp. Bất kỳ vật thể bay không xác định nào hướng tới con đập có thể sẽ gặp phải hàng loạt tên lửa phòng không khổng lồ. Trên thực tế, máy bay quân sự hoặc tên lửa hành trình của Đài Loan sẽ bị bắn hạ ngay từ bầu trời phía trên eo biển Đài Loan, thậm chí không thể vào được đất liền. Quốc gia duy nhất có khả năng thành công khi làm điều này là không quân Mỹ, nhưng chắc chắn là điều đó không đáng để thử. Cuộc tấn công phải được thực hiện bởi máy bay ném bom chiến lược tàng hình hạng nặng B-2 Spirit. Máy bay ném bom chiến lược tàng hình hạng trung B-21 Dreader đang được phát triển có thể không có đủ tầm hoạt động vì một cuộc tấn công trực diện từ bờ biển Trung Quốc là không khả thi. Các máy bay B-2 cần phải được trang bị ngư lôi hạng nặng và được điều động từ Diego Garcia, cố gắng xâm nhập biên giới miền núi, dân cư thưa thớt phía tây nam của Trung Quốc. Các máy bay B-2 phải vạch đường đi rất cẩn thận để tránh bất kỳ radar sóng dài cố định nào và các tuyến tuần tra của máy bay chiến đấu như đã biết. Cuộc đột kích vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố không chắc chắn, chẳng hạn như là chạm trán với radar sóng đài di động của Trung Quốc, máy bay cảnh báo và kiểm soát sớm trên không của Trung Quốc, hoặc là máy bay chiến đấu tiên tiến của Trung Quốc được trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại như là J-10C, J-16 hoặc là J-20. Nếu chống lại mọi khó khăn, máy bay ném bom tàng hình của Mỹ tìm cách đột phá đến phía sau đập Tam Hiệp thì ngư lôi hạt nhân hạng nặng có thể được triển khai và thả xuống hồ chứa, tấn công con đập ở phía sau bằng một vụ nổ hạt nhân lớn. Chừng đó có lẽ đủ để làm vỡ con đập. Nhưng ngay cả khi các máy bay ném bom B-2 của Mỹ thoát khỏi Trung Quốc mà không bị bắn rơi, không để lại bằng chứng trực tiếp thì Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Bắc Kinh. Bởi vì người Trung Quốc nhận thức rõ rằng chỉ có Mỹ mới có thể thực hiện hành động tấn công vào Hoa Kỳ, là một trong số ít quốc gia có ý định làm như vậy. Khi đó thì nó sẽ kích hoạt mối thù hằn dân tộc và leo thang nghiêm trọng chiến tranh hạt nhân. Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, vì cuộc tấn công lén lút như vậy không chỉ là hành động chiến tranh chống lại Trung Quốc, nó còn làm ngập lụt toàn bộ lưu vực sông Dương Tử và gây thương vong lớn cho dân thường Trung Quốc, có thể lên tới hàng triệu người và bị thiệt hại nặng nề của rất nhiều thành phố Trung Quốc trong lưu vực sông Dương Tử. Điều đó cũng gây thiệt hại kinh tế rất to lớn. Và đó sẽ là tội phạm chiến tranh. Để trả thù thì Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chắc chắn sẽ bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang theo đầu đạn hạt nhân vào Hoa Kỳ. Cả hai nước sẽ bị xóa sổ trong một cuộc trao đổi hạt nhân tiếp theo. Kết quả là sự hủy diệt lẫn nhau. Vậy với người Mỹ, điều đó có đáng không? Vậy thì Mỹ có thể trang bị vũ khí cho Đài Loan để họ có thể tự mình phá hủy con đập chăng? Điều này lại càng không khả dĩ. Vì làm sao mà Mỹ có thể tránh được việc bị đổ lỗi? Từ trong lịch sử, Hoa Kỳ cũng điều hành nhiều cuộc chiến khiến tổn thất cho dân thường rất lớn. Trong trường hợp Hoa Kỳ tài trợ cho Đài Loan để làm nổ đập Tam Hiệp, rõ ràng là sẽ phải gánh chịu hậu quả và những lời chỉ trích rất lớn từ thế giới. Kể cả Đài Loan cũng sẽ phạm phải sai lầm nếu như đánh sập con đập Tam Hiệp vì áp lực từ cộng đồng quốc tế là rất mạnh mẽ.
Ngay kể cả trong trường hợp là tấn công và đập Tam Hiệp thành công thì chính phủ Trung Quốc cũng chỉ còn hai lựa chọn. Một đó là chịu tổn thất nặng nề, sau đó tiến hành tấn công hạt nhân trả đũa Hoa Kỳ. Cả hai nước đều sẽ trở thành miệng hố thủy tinh phóng xạ. Hai đó là chịu tổn thất nặng nề nhưng không làm gì để trả thù. Chính phủ Trung Quốc sẽ bị lật đổ trong một cuộc cách mạng bạo lực. Chế độ mới của Trung Quốc lên nắm quyền vẫn sẽ ra lệnh tấn công hạt nhân trả đũa vào Hoa Kỳ. Dù thế nào đi nữa, cả hai bên đều phải chịu chung số phận, tức là chết cùng chết. Cần lưu ý một điều, chiến lược hạt nhân của Trung Quốc không giống chiến lược hạt nhân của Mỹ. Người Mỹ nhấn mạnh vào các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu để làm tê liệt khả năng trả đũa hạt nhân của đối phương, vì chính phủ của Mỹ thực sự lo lắng về việc trả đũa hạt nhân. Vì vậy, họ phải trang bị hàng nghìn vũ khí hạt nhân để nhắm vào bất kỳ mục tiêu tiềm năng nào, như là hầm chứa, hang động hoặc bệ phóng tên lửa, bao gồm nhiều mồi nhử có thể chứa vũ khí hạt nhân của kẻ thù. Còn Trung Quốc nhấn mạnh vào các cuộc tấn công hạt nhân trả đũa. Trung Quốc có các phiên bản di động của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa như là Đông Phong 31AG và Đông Phong 41, cũng như là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm như là ZL-2 được trang bị bởi tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 094 ESBN, có khả năng sống sót cao hơn Đông Phong 5B và Đông Phong 5C phóng từ các hố silo. Trung Quốc cũng không quan tâm đến việc nhắm mục tiêu vào các hầm chứa tên lửa hạt nhân của đối phương, vốn thường trống rỗng khi Trung Quốc ra lệnh tấn công trả đũa bằng hạt nhân. Họ chỉ nhắm tới các trung tâm dân cư. Các trung tâm dân cư lớn của Mỹ tập trung ở bờ biển phía đông, bờ biển phía tây, khu vực xung quanh Chicago và khu vực xung quanh Houston. Việc mất đi các khu vực đô thị nói trên sẽ khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng và không thể chịu đựng nổi đối với Mỹ, đến mức nước này sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi tung ra đòn tấn công hạt nhân phủ đầu. Chưa kể, người Trung Quốc đã tiến xa đến mức ngang ngửa Hoa Kỳ trong lĩnh vực phòng thủ tầm trung trên mặt đất. Không ai biết chính xác Mỹ đã thử nghiệm bao nhiêu lần và khả năng thành công là bao nhiêu. Người ta phán đoán tỷ lệ thành công của người Mỹ nhiều nhất chỉ là 50%. Trong khi đó, Trung Quốc đã tiến hành 5 cuộc thử nghiệm và cả 5 lần thử đều thành công. Trung Quốc hiện có tỷ lệ thành công tới 100% trong lĩnh vực phòng thủ tầm trung trên mặt đất này. Quả thực, vấn đề hạt nhân thì Mỹ có thể không nên coi thường và ngạo mạn trước Trung Quốc. Vì các nhà lãnh đạo Trung Quốc là kẻ liều lĩnh vô trách nhiệm, cho nên không có gì là không thể xảy ra. Còn vũ khí không gian thì sao? Nguồn điện trên vệ tinh, tàu vũ trụ rất khan hiếm, nên không có loại vũ khí nào ưa thích như laser, súng trường hay pháo ion có thể duy trì được trong một tương lai gần. Tải trọng trên vệ tinh, tàu vũ trụ cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Đơn giản là không thể trang bị cho vệ tinh, tàu vũ trụ nhiều bom, tên lửa hoặc thanh kim loại để gây ra thiệt hại đáng kể cho mặt đất. Ngay cả vệ tinh, tàu vũ trụ trực tiếp lao xuống cũng không thể phá hủy được đập Tam Hiệp hay bất kỳ thành phố nào của Trung Quốc, chứ đừng nói đến tải trọng của nó. Còn có một yếu tố quan trọng quyết định độ thành công, đó là độ chính xác. Nó giống như việc cố gắng thả một quả đạn rơi tự do xuống một vị trí cố định trên mặt đất từ một vệ tinh tàu vũ trụ chuyển động cực nhanh mà lại không có gì dẫn đường tốt ở mặt đất. Ngoài ra, các tàu vũ trụ như là X-37 vẫn phải di chuyển trên quỹ đạo. Họ không thể di chuyển đến bất cứ nơi nào họ muốn sau khi nó du hành vào không gian, trái ngược với niềm tin của người thường. Chúng có thể phải quay quanh trái đất ít nhất vài lần trước khi đến được những địa điểm có thể tấn công. Ngay cả khi chúng chạm tới, cánh cửa cơ hội cũng rất nhỏ. Đặc biệt lưu ý là Trung Quốc cũng đang chạy đua với Mỹ về vũ khí không gian, cho nên không thể nói rằng Mỹ có thể tiêu diệt Trung Quốc dễ dàng nếu dùng đến quân sự. Do đó, nếu nói Trung Quốc có điểm yếu thì đó không phải là đập Tam Hiệp, thậm chí không phải việc nhập khẩu dầu qua Ấn Độ Dương và eo biển Malacca. Điểm yếu lớn nhất chính là quy tắc đạo đức và chuẩn mực tín ngưỡng mà chính quyền nước này đã dẫm đạp lên nó. Điều này sẽ khiến người dân của chính họ ngày càng bất tín, bất phục và sự nổi dậy sẽ không thể tránh khỏi. Bởi vậy mới nói, sức mạnh trong dân không vị bạo chúa nào có thể chống đỡ được. Họ có thể làm nên vinh quang nhưng cũng có thể lật đổ ngai vàng. Xin lưu ý một điểm. Đập Tam Hiệp có thể con người không phá hủy được nó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Vì người không trị được thì trời sẽ trị. Chúng tôi đang đề cập tới lũ lụt, thiên tai, tự nhiên, sức mạnh của nước sẽ phá hủy mọi thứ. Câu hỏi là, vậy Đài Loan làm thế nào để chống lại sự đe dọa từ Trung Quốc? Đòn bẩy quan trọng giúp Đài Loan chống Trung Quốc. Thứ nhất, Đài Loan đã đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống phòng không tiên tiến, bao gồm các hệ thống tên lửa Patriot và Skybow. Ngoài ra, Đài Loan cũng phát triển các loại vũ khí chống tàu ngầm và tàu ngầm mini để bảo vệ bờ biển của mình. Đài Loan áp dụng chiến lược chiến tranh phi đối xứng, sử dụng các phương tiện nhỏ và linh hoạt như là tàu tuần tra nhanh và tên lửa đất đối hạm.
để chống lại lực lượng quân sự lớn hơn của Trung Quốc. Chiến lược này làm suy giảm khả năng tấn công và gây tổn thất lớn cho lực lượng đổ bộ Trung Quốc. Thứ hai, Đài Loan là trung tâm toàn cầu về sản xuất bán dẫn với các công ty như là TSMC dẫn đầu thị trường. Sự phụ thuộc của thế giới vào công nghệ bán dẫn của Đài Loan mang lại cho quốc đảo này một đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán quốc tế. Hơn nữa, Đài Loan duy trì các mối quan hệ thương mại chặt chẽ với nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Những mối quan hệ này không chỉ cung cấp hỗ trợ kinh tế mà còn tạo ra một mạng lưới đồng minh tiềm năng trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Thứ ba, Mỹ có mối quan hệ quốc phòng và kinh tế mạnh mẽ với Đài Loan, bao gồm đạo luật quan hệ Đài Loan, cam kết cung cấp phương tiện tự vệ cho Đài Loan. Sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực cũng đóng vai trò răn đe đối với bất kỳ hành động quân sự nào từ Trung Quốc. Đài Loan nỗ lực tăng cường quan hệ với các quốc gia khác và tham gia vào các tổ chức quốc tế. Dù không phải là thành viên chính thức, việc xây dựng và duy trì các liên minh quốc tế giúp Đài Loan có được sự ủng hộ và sự bảo vệ từ cộng đồng quốc tế. Thứ tư, Đài Loan sử dụng các chiến lược thông minh và tâm lý để làm suy yếu quyết tâm của Trung Quốc và tăng cường tinh thần của người dân Đài Loan. Điều này bao gồm việc truyền tải thông tin về khả năng phòng thủ và sự hỗ trợ quốc tế, cũng như phơi bày các hành động gây hấn của Trung Quốc. Tất cả điều này cho thấy Đài Loan có nhiều đòn bẩy để chống lại Trung Quốc, bao gồm các chiến lược quân sự phòng thủ, sức mạnh kinh tế trong ngành công nghệ, quan hệ quốc tế mạnh mẽ và các chiến lược thông tin hiệu quả. Sự kết hợp của những yếu tố này giúp Đài Loan duy trì sự độc lập và khả năng tự vệ trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Trong trường hợp phải tham chiến bằng một cuộc chiến sinh tử, Đài Loan luôn có một người sẵn sàng đổ máu vì họ. Nhật Bản bảo vệ Đài Loan vì sự sống còn của quốc gia. Đối với Nhật Bản, hòa bình ở eo biển Đài Loan là vấn đề sống còn của quốc gia. Do đó, một cuộc thảo luận đúng đắn về sự can thiệp của Nhật Bản nên hỏi làm thế nào, chứ không phải nếu. Nhật Bản sẽ bảo vệ Đài Loan vì làm như vậy là không thể thiếu đối với an ninh quốc gia của nước này. Chấp nhận sự kiểm soát của Trung Quốc đối với Đài Loan cũng có nghĩa là chấp nhận sự phục tùng của Nhật Bản đối với Bắc Kinh. Để hiểu đầy đủ lý do tại sao Đài Loan lại quan trọng đối với an ninh Nhật Bản, điều quan trọng là phải hiểu vai trò của địa lý trong việc định hình các lợi ích chiến lược cơ bản của Tokyo. Đài Loan nằm ở giữa eo biển Đài Loan và Luzon, hai tuyến đường biển chiến lược mà Nhật Bản phụ thuộc vào để duy trì sinh kế kinh tế và nói rộng ra là sự sống còn của mình. Nhật Bản được xếp hạng trong số các quốc gia tiêu thụ năng lượng cao nhất thế giới. Vào năm 2022, Nhật Bản dựa vào nhập khẩu 97% sản lượng năng lượng của mình, chủ yếu bao gồm dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Cùng năm đó, Nhật đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, mặc dù nhập khẩu năng lượng giảm 3%. Điều quan trọng là hơn 90% năng lượng nhập khẩu của Nhật Bản có nguồn gốc từ Trung Đông và được vận chuyển bằng đường biển, trong đó 80% đi qua eo biển Đài Loan. Những số liệu này nhấn mạnh việc đảm bảo quyền tiếp cận miễn phí và không bị cản trở tới các nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng là điều hết sức quan trọng đối với Tokyo. Mặt khác, Nhật Bản và Đài Loan có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ. Đài Loan là một trong những đối tác thương mại lớn của Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất. Các công ty Nhật Bản cũng đầu tư mạnh mẽ vào Đài Loan, và ngược lại, Đài Loan cũng có nhiều dự án đầu tư tại Nhật Bản. Thêm nữa, Đài Loan là trung tâm sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới, và các sản phẩm bán dẫn của Đài Loan cực kỳ quan trọng đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao của Nhật Bản. Sự gián đoạn trong sản xuất và cung ứng bán dẫn từ Đài Loan có thể gây ra những tác động tiêu cực lớn đối với các nhà sản xuất điện tử và ô tô của Nhật Bản. Đây là góc độ về kinh tế. Còn ở góc độ chiến lược thì Đài Loan nằm gần Nhật Bản, đặc biệt là gần quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Kiểm soát hoặc ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Đài Loan có thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nhật Bản. Đài Loan đóng vai trò là một bức tường chắn chiến lược ngăn chặn sự mở rộng quân sự của Trung Quốc về phía đông. Cả Nhật Bản và Đài Loan đều có mối quan hệ mạnh mẽ với Hoa Kỳ. Sự ổn định và an ninh của Đài Loan có tác động trực tiếp đến cấu trúc an ninh khu vực, mà Nhật Bản cũng là một phần quan trọng. Bất kỳ thay đổi lớn nào về tình hình an ninh của Đài Loan đều có thể ảnh hưởng đến các cam kết quân sự và chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực, bao gồm cả Nhật Bản. Chưa kể đến sự tương giao trong văn hóa và hệ tư tưởng, Nhật Bản và Đài Loan có mối quan hệ văn hóa và nhân văn chặt chẽ. Nhiều người Đài Loan học tập và làm việc tại Nhật Bản và ngược lại. Các sự kiện văn hóa, giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai bên cũng diễn ra thường xuyên, tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị giữa người dân hai nước. Đồng thời, Nhật Bản và Đài Loan chia sẻ nhiều giá trị chung về dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Sự thành công của Đài Loan trong việc duy trì một nền dân chủ mạnh mẽ ở một khu vực có nhiều áp lực từ các chế độ chuyên quyền
là một nguồn cảm hứng và hỗ trợ cho Nhật Bản trong các vấn đề đối ngoại và nhân quyền. Chính vì thế mà Đài Loan có vai trò quan trọng đối với Nhật Bản trên nhiều mặt trận, từ an ninh và địa chính trị đến kinh tế và thương mại, cũng như quan hệ văn hóa và giá trị chung. Đài Loan không chỉ là một đối tác quan trọng mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược của Nhật Bản tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự ổn định và phát triển của Đài Loan có tác động trực tiếp đến lợi ích và an ninh của Nhật Bản. Cho nên không có chuyện Nhật Bản đứng ngoài cuộc chiến Đài Loan chống lại tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Xin lưu ý về cán cân quyền lực ở khu vực châu Á. Trung Quốc và Triều Tiên là hai quốc gia có năng lực hạt nhân. Nhật Bản và Đài Loan, thậm chí cả Hàn Quốc tuy là các nước mạnh nhưng lại không có năng lực hạt nhân. Nhật Bản bị kìm hãm bởi nhiều ràng buộc an ninh với Hoa Kỳ về vấn đề này, cho nên cán cân sức mạnh đang bị lệch về phía Trung Quốc. Trong trường hợp Trung Quốc tận dụng khoảng thời gian chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ làm cơ hội để thực hiện một cuộc tấn công Đài Loan và thôn tính toàn bộ Biển Đông, khi đó thì nó sẽ kích hoạt một cuộc chiến trong khu vực. Xét theo tình hình hiện tại, có vẻ như là chính quyền Bắc Kinh đang thực hiện động cơ này. Nhưng thành bại ra sao thì khó có thể nói được, vì tháng 6 cho đến tháng 9 thường là quãng thời gian mưa lũ lớn ở Trung Quốc. Với hệ thống đập khổng lồ của nước này, không gì có thể lường trước được hiểm họa phía sau của nó. Khi đó, càng khó nói được việc là Trung Quốc có thể chống đỡ và duy trì được một cuộc chiến tranh hay là không. Vâng, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình ở bên dưới để thảo luận trực tiếp với chúng tôi. Một lần nữa, xin quý vị đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh. Hy vọng là quý vị đã có được những kiến thức bổ ích. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.